mình mà dạy con cháu nó có được cái lòng biết ơn đó, sau này mình nhờ nhiều lắm, nhờ nhiều. Tại sao? Thói đời á, thường cái gì mà mình giúp người ta thường á, người ta sẽ coi đó là cái chuyện đương nhiên. Ví dụ như cha mẹ thương con, lo lắng cho con, giúp đỡ cho con thường thì rất dễ nha, rất dễ đứa con á, nó coi cái chuyện cha mẹ giúp nó là cái chuyện đương nhiên. Ra đường người ta cho nó một cái bánh mì thôi, một ổ bánh mì thôi, nó biết ơn muốn chết luôn. Mà về đó cha mẹ nuôi nó cả đời đó mà nó coi đó là chuyện đương nhiên. Thành ra cái chuyện mà mình dạy dỗ con cháu có cái lòng tri ân nó hiếm lắm quý vị, và nó rất là quý nha. Phải dạy cho được tụi nhỏ có cái lòng tri ân, và cái người được nhờ là chính quý vị chứ không ai chứ. Sau này mình già đó, nó có lòng tri ân, nó biết ơn mình, nó mới lo cho mình nha. Còn nó cái kiểu nó coi cái chuyện mà mình giúp nó là chuyện đương nhiên á, là sau này cái chuyện mà mình già rồi nó bỏ mình là cái chuyện đương nhiên á, coi chừng nha. Ừ, dạy cho con nít cái lòng tri ân nó rất là quan trọng.